giờ đi tắm cho Husky này. Cắm cho vợ chồng nhà keyboard. Loại này loại gì không ơi? 95.000 một chai đây. Vừa mới mua xong. Cho là như này, cho thêm bơm ít nước quấy để tạo bọt. Khá là thơm. Đây mình tắm cho hai con một lúc nên nhỏ nhiều chút. Mấy các bạn tắm số nhỏ có một con, em con tắm ít ha. Bạn bắt thêm ít chanh. Tắm bắt chanh thì gần nửa có chanh. À, với sữa tắm như vậy chó nó sẽ thơm hơn và khử được mùi hôi của chó, cho luôn cả vỏ vào trong, vỏ thơm của nó. Rất thích gì là nhiều vỏ. Rồi, ok, chuẩn bị ra xong. Nào, bò. Mày tắm nữa không? Các bạn nên tắm vào cái chó vào trong khi giờ khoảng tầm 9 đến 10 giờ, đến 10 giờ sáng thì độ ấm. Các bạn tắm vào lúc chiều tối thì độ mới lạnh, thì muốn lạnh. Chắc chắn nó rất tuyệt đối không để nước vào tai chó, sẽ tốt cho chó, tai là mắt mũi, khiến chó sợ sau khi làm ướt lông nước và bắt đầu đổ phần bỏng đã hòa với chanh.
bạn mình vừa tắm vừa tải rồi. Vậy là cảm giác nhiều khuê sướng khi đến bạn tắm. Nhìn nào, tìm chân nữa.